nhân từ. Đền thánh hương bia là ánh sao sáng soi đời con. Đền thánh hương bia Đức Kitô cứu chuộc nhân loại. Đền thánh hương bia những cánh chim câu xây hòa bình. Đền thánh mái nhà vững ơn Cha nói những điều ngàn thương để cho con đem đường đi xây cuộc sống. Cầu xin Thiên Chúa cho làm quê màu xanh hạnh phúc cha gieo, ngọn thơm hoa trái đời con. Cầu xin Thiên Chúa cho người ta tôn cánh bay lên trời xanh chỉ tương thành hoa. Amen.
thánh hương nghĩa, Chúa Giêsu thánh tâm nhân từ. Đền thánh hương nghĩa là ánh sao sáng soi đời con. Đền thánh hương nghĩa, Đức Kitô cứu chuộc nhân loại. Mai nhà vung âm, cha nói những điều ngàn thương, để cho con đem hướng đi xây cuộc sống. Con xin Thiên Chúa cho làm quen màu xanh hạnh phúc cha gieo, ngọn cơm hoa trái đời con. Con xin Thiên Chúa xanh chi tương thay hoa. Thì xin này tha tội cho chúng con mà
Thank you.
không lẽ tại Roma này mà không có một đền thờ tôn kính Đức Thánh Trái Tim Chúa Giêsu? Anh nói cái đi, đền thờ Đức Thánh Trái Tim Chúa Giêsu phải là nhờ thờ về tất cả các đền thờ khác trên khắp thế giới. Thế là Đức Thánh Cha ban phép lành cho Thánh Gioan Bosco và sai người đi tìm cách để xây một ngôi đền thờ quy nga nhất để tôn kính Trái Tim người. Và ông Thánh Gioan Bosco với hai bàn tay trắng với phép lành của Đức Giáo Hoàng, ngài nói như vậy là đủ rồi. Ngài gặp một bà bán nước dầu quá, bà đó có đứa con gái nó bán một cùng. Này bà ơi, bà có muốn cho con bà nó khỏi mắt mắt của cùng không? Bà nói có 200 ngàn yên để tiền yên là tiền liên thì tôi cũng sẵn sàng bỏ ra để cho con tôi được khỏi. Thế là Thánh Gioan Bosco qua phép lành của Đức Giáo Hoàng cầu xin của Đức Thánh Trái Tim Chúa Giêsu của Đức Mẹ chúc lành cho đứa trẻ mà nó được khỏi. Và bà ta đã bỏ ra một số tiền bằng 1/5 cái nhà thờ đó và 2-3 lần như vậy thua tiền để xây đền thánh Trái Tim Chúa Giêsu. Ngày nay ai đến Roma đến Termini thì thấy cái nhà thờ to mấy nhà thờ này và trên có một pho tượng bằng vàng cao 6 mét trên mái nhà là pho tượng của Đức Thánh Trái Tim Chúa Giêsu. Vậy Trái Tim Chúa Giêsu không phải chỉ đặt ở Roma, đặt ngay trong giáo phận của chúng ta, mà ngay trong giáo xứ của chúng ta, để từ nay chúng ta có một đền thờ tôn vinh Đức Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, để tất cả những ai có nhu cầu đến đây thì gặp gỡ để hầu chuyện với Chúa Giêsu, ngài sẽ giải đáp tất cả trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay chúng ta vui mừng đến đây để chia sẻ niềm vui của chúng ta với cha xứ, với các vị trụ trưởng và toàn thể bà con trong giáo xứ đền này, trong này các ban công dân thánh thi ngồi thánh đường. Giờ đây chúng ta cùng nhau tham dự nghi thức làm phép nhận thánh phải xin ngôi nhà thờ này. Anh chị em thân mến, đề cử hành nghi lễ trong thể cung hiến ngôi nhà thờ này, chúng ta cần hoàn lại xin Chúa đã yêu thương chúng ta, cần làm phép lễ này được đầy trên chúng ta là một dấu chỉ sám hối, nhắc lại cái đức rửa tội cũng để thanh tẩy đường lối của nhà thờ này. Tuy nhiên chính Chúa mới là đấng dùng ơn của người mà giúp đỡ chúng ta để chúng ta ngoan ngoãn công theo thánh thần đã nhận được mà sống trung thành với hội thánh của người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa nhờ Chúa mỗi giờ đời nhìn thấy đến sáng sương sớm. Chúa tha thiết yêu thương mọi người để đôi công nhân chăm sóc yêu thương họ như một người cha, mà còn dù làm thương nơi sương sớm bác khai thì họ sẽ coi tôi thôi. Và con đường dẫn đưa họ về với kinh thông là thương mắt. Qua đây vì lòng thương chưa quên thì mai thương mắt tôi thôi. Mà cứ xuống dòng thương thánh thì đường cùng trên với kinh thông. Mà để Chúa dành trong sạch cho nên chi em của người và một cái người thừa kế bằng được đời đời. Vì vậy thank you.
Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót đến lượt trong nhà cầu nguyện này và dùng ơn thánh thần thánh thầy chúng ta là đền thờ người. Đó là lời Chúa.
và cả những người ngồi ở tiền bạc. Người chắc dây thừng làm coi đánh đuổi tất cả họ cùng với chim bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà môn đệ. Liền nhớ lại câu kinh thánh: sự nhân thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái bảo người rằng: ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dừng lại trong 3 ngày cư. Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời người. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta đến đây rất đông để chia sẻ niềm vui, niềm thương trong tình yêu thương bác ái của Đức Giêsu Kitô với cha xứ, với các vị trung trưởng và với tất cả bà con trong giáo xứ đền thờ Thiên Đức Nghĩa của chúng ta trong ngày thánh hiến ngôi thánh đường xinh đẹp này. Thánh hiến ngôi thánh đường để dâng cho Chúa, đó là điều hợp lý. Xưa kia ở trong dân Chúa không có những thánh đường uy nga theo như kể lại. Họ không có nhà, không có đền thờ, mà chỉ có lều trại mà thôi. Theo như lời dẫn xuất này, lúc đó ông Mai Sen lấy lều căng ở ngoài trại. Ông gọi đó là chướng cao phùng, hay là lều hội ngộ, nơi mà gặp gỡ nhau, gặp gỡ Thiên Chúa với dân của người, gọi là chướng cao phùng. Mỗi lần ông Mai Sen ra trướng thì mọi người nhìn theo, và khi ông vào trong trướng thì cột mây buông xuống và dừng lại nơi cửa trướng. Cột mây chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa Giê-hô-va ở giữa dân này. Ban ngày thì đám mây hay là khói gì đấy cả cái như vậy, ban đêm thì có bóng lửa để nhận biết. Đó là chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở với dân của người. Theo như lời sách Sa-muên: ta sẽ làm nhà cho chúng ta là Israel, ta sẽ trồng nó xuống và nó sẽ định cư tại đó. Nó sẽ không còn lân lân, không còn bị chặt đàn áp như xưa nữa. Tại sao vậy? Bởi vì trước kia dân của Chúa là dân chưa mục, nay đây mai đó, nay định cư ở một nơi vững vàng kiên cố thì không sợ quân địch đến phá hoại nữa. Từ ngôi nhà, từ ngôi đền bằng đá, bằng đất, bằng gạch, dẫn chúng ta đến một ngôi đền thờ là chính Thiên Chúa, mà theo như lời sách Các Vua quyển thứ nhất, ngoại trang Thiên Chúa lại xuống đất và ở với chúng ta. Kìa, trời cao là thượng đỉnh tầng mây, không tài nào chứa nổi người. Huống hồ Ngài lại xuống đấy ở trong một cái ngôi nhà mà chúng ta xây dựng cho người hay sao? Nguyện xin mắt của người mở trên ngôi nhà thờ này ngày đêm, trên chỗ người đã ván danh ta sẽ ở. Hôm nay cũng vậy, chúng ta sẽ nghĩ như lời sách này,
kiến trúc vô cùng vĩ đại, vô cùng quyền năng, lại xuống để nhốt mình trong cái nhà thờ đền thánh nhân nghĩa của chúng ta đây hay sao? Đúng như vậy. Nhưng Ngài đến để ở với chúng ta, bởi ở đây có cuộc gặp gỡ thánh thiêng giữa Thiên Chúa và con cái loài người. Ngài ở trên chúng ta và cầu xin Ngài hàng ngày ghé mắt nhìn xem ngôi thánh đường này, bởi vì đây đã được dành riêng để tôn kính Ngài. Nguyện xin mắt Ngài này em mở ra để nhìn xuống ngôi thánh đường này, danh ta sẽ ở đó và chính ta ở đó. Xin nhận lời khẩn nguyện của tôi tới người chính Thiên Chúa, nhiều khi lại không muốn ở trong đền thờ người ta đã tôn kính đã dành cho người. Bởi vì sao? Bởi vì ngôi thánh đường bị tục hóa. Tục hóa tức là mất đi giá trị thần thiêng của nó để được mang cái tính trần thế vào trong đó, thì Chúa không ở nơi bất xứng như vậy. Theo như lời tiên tri Ezekiel, vinh quang của Thiên Chúa ra về ở chính điện, đi ra và bước lên xa giá của các thần Kerubim đến nối chiếc đàn. Ngài không ở đó nữa, bởi vì người ta làm đền thờ của Thiên Chúa ra nơi bất xứng, thay vì tôn thờ Thiên Chúa họ lại tôn thờ những vị thần nào khác. Đúng như vậy, vì người ta tính chuyện gian tà ở nhà của Thiên Chúa, họ vui nhỏ sách của người, nhưng cần phải thanh tẩy những ngôi thái đường đó, nhà thờ đó, để làm Thiên Chúa lại đến để ở với danh người. Theo giáo luật, thí dụ ngôi thái đường của chúng ta đây bằng cách nào họ trong chiến tranh hay cái gì đâu mà làm cho bất sức, thí dụ như đồ nó trong ngôi thái đường này thì phải làm lên đề là phải làm cách thẳng với đường. Từ các ngôn sứ cho đến ngôi nhà đích thực của Thiên Chúa không phải ngôi nhà bằng đất, bằng đá, bằng gạch, nhưng là dân của Israel, ngôi nhà thiêng liêng Thiên Chúa đến từ giữa rừng. Vậy biết cái ngôi nhà thờ chúng ta làm bao nhiêu tỷ bạc đây? Ngôi nhà thờ này không bền vững đâu anh chị em ạ. Có khi 100 năm sau mai còn đi cái này cái khác, hay qua một trận động đất hay là cháy biến đổi hay đổ đi mất. Nhưng cái gì tồn tại vĩnh cửu, đó chính là tinh thần, đó chính là linh hồn, đó chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế đền thờ bằng vật chất sẽ qua đi, vì thần tồn tại chính là đền thờ nhân kính Chúa Thánh Thần. Đúng như vậy, nhà của người có linh thánh siêu việt và vĩnh cửu, để được vào đó phải có lòng khiêm nhường và thống hối. Mỗi người chúng ta trở thành một viên gạch để xây lên ngôi đền thờ Thiên Chúa. Ngôi đền thờ đó phải xứng đáng. Ai bước vào trong ngôi đền thờ Thiên Chúa đó phải có lòng khiêm nhường. Chính đức khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ đến và ngự giữa dân của người để xây nhà cho người và mời người ta vào trong đó để gặp gỡ Thiên Chúa. Đức Kitô là lời khôn ngoan của Thiên Chúa đến và ở giữa chúng ta. Đức Kitô là sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa đến và ở giữa chúng ta. Thành phố Bethlehem của vua David là nơi mà Chúa sinh ra. Vậy Ngài không tìm được một nơi nào khá hơn Bethlehem hay sao? Đền thờ chính là nhà của Chúa Cha. Còn đền thờ Jerusalem sẽ bị kết án và đổ nát theo như lời của ông Luca. Người đến để xây được ngôi nhà thờ mới cho chúng ta, đó là hội thánh. Ta bảo các ngươi, ngươi là đá trên đá này, ta sẽ xây giáo hội của ta và quyền lực âm phủ không phá. Vậy từ ngôi nhà bằng đất, bằng đá, bằng gạch, bằng xi măng, bằng gì đến, biến đến ngôi nhà thờ thiên liêng, đến ngôi nhà thờ là chất Thiên Chúa, đến ngôi nhà thờ là chính Thánh Thần, rồi đến ngôi nhà thờ là hội thánh. Chính Đức Kitô là nhà, theo như lời của bức thư cho thấy, nhà phải có người
Kitô là người con trong nhà cha và nhà cha cũng là nhà của chúng ta. Đức Kitô mời gọi chúng ta cộng tác với người để xây dựng ngôi nhà thờ mới này, mà nền tảng chính là nền tảng là ta. Ta là đá vách tường để cho người xây dựng ngôi nhà thờ thiên liên cho Chúa cha. Ngài là đá vách tường và kiến trúc bằng những viên đá là chính chúng ta vậy. Thánh Phêrô trong bức thư thứ nhất của Ngài đã viết: cả anh em nữa là những viên đá sống, hãy để người xây dựng anh em thành tòa nhà thiên liên cho đến cho việc tế tự để dâng lễ tế thiên liên rất đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi chương lời Kinh Thánh đã chép như thế này, lời này được ghi chép trong sách Isaiah đoạn 23 câu 16: này ta đặt trên Sion viên đá ta lựa chọn, đó là đá đỉnh ngóc quý giá, và ai tin vào đá đó không phải hổ thẹn bao giờ. Thường xây một ngôi nhà thờ hay một ngôi nhà lớn, người ta đặt viên đá đầu tiên. Vậy cái ngôi nhà thiên liêng cũng có viên đá đầu tiên, cái viên đá nền tảng vững chắc đó, đây chính là Thiên Chúa, chính là Đức Giêsu Kitô. Tại Jerusalem trên trời không còn đền thánh nữa. Jerusalem trên ở dưới đất này qua đi, nhưng còn một thành thánh Jerusalem trên trời bền vững mãi mãi theo như lời sự cầu nguyện. Và 12 cổng là 12 viên ngọc, phố xá trong thành đều bằng vàng ròng lưu ly trong suốt. Trong thành tôi không thấy đền thờ, vì Thiên Chúa toàn năng là đền thờ của thành và là con chiên. Thành không có mặt trời, thành không có mặt trời mà trăng soi chiếu, vì vinh quang Thiên Chúa chiếu soi lên thành. Vậy anh chị em thân mến, anh chị em là đền thờ, chính anh chị em là đền thờ, chính anh chị em là những viên đá xúc động xây lên đền thờ của Chúa đền thờ. Nghĩa là từ ngôi đền thánh hôm nay chúng ta anh ấy dẫn chúng ta đến đền thờ thiên nhiên, dẫn chúng ta đến đền thờ của Chúa đền thờ, và mọi người chúng ta đều là những viên đá xây lên đền thờ. Vì thế chúng ta có những ý nghĩa thiêng liêng cao cả về đời đời trong khi vật chất này sẽ còn. Chúng ta cầu xin Chúa để mỗi người chúng ta trở thành một thành viên trong đại gia đình đền thờ của Chúa Thánh là của Thầy. Amen. Tôi nguyện kính nơi Chúa Trời. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin
nhiệm và sự nguyện toàn và thánh hiến dành riêng cho Thiên Chúa. Đức Cha sẽ giúp đầu bàn thờ và nhà thờ này. Nhờ việc giúp đầu thánh này, từ nay nhà thờ và bàn thờ này được hiến dâng cho một mình Thiên Chúa mà thôi, và là nơi để thờ phượng Ngài. Xin Chúa dùng quyền năng của người đánh hóa bàn thờ và nhà thờ này, mà chúng con theo nhiệm vụ mà giúp đầu để nhờ dấu hiệu của Ngài mà xin cả hồn nhận Đức Kitô và hội thánh của người. Thank you.
Lời Chúa là Thiên Chúa của năng Chúa, lạy xin Chúa cho anh tận lưu xuống trên bàn thờ
Vì thế cũng phải toàn thể thiên thần và các cánh chúa tên xưng cha và ông ban tôn vua. Thank you.
Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý đoàn đến từ
nhau đắp đốn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt trận, Hội đồng Nhân dân, Ban Tôn giáo, Ban An ninh tỉnh Nam Định, huyện Hải Hậu, xã Hải Nhơn cùng toàn thể quý vị đã hết sức tạo điều kiện và có những lời chúc, những lãng hoa, những tặng phẩm và giúp chúng tôi trong những điều tốt nhất trong công tác tổ chức và trật tự an toàn. Nguyện xin tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, ơn phù giúp của Mẹ Maria Man Côi tuôn đổ muôn phúc lành trên đất cha, quý cha và quý vị. Tất cả những tâm tình đó, chúng con xin gửi trong những lãng hoa chúc mừng và cảm ơn đất cha, quý cha và quý vị. Giáng sinh tình lành chúng con trong lãng hoa chúc mừng và cảm ơn đất cha. Ladies and gentlemen,